Xin chào các bạn trở lại với cái video theo của mình nha. Mình là Huy Sơn đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi đánh dấu đen để tìm cái Dark Oath nha. Trước khi video thì xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và nếu như các bạn thấy video hay nhớ like và đăng kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi thì giờ em sẽ chờ mấy bạn kia đi đến để mình triệu hồi dấu đen nha. Nhanh lên nào, chúng ta chuẩn bị triệu hồi dấu đen thôi. Đó, nói chung là mình đăng mấy clip mà đánh dấu đen lên các bạn bình luận phía dưới nè. Em đánh có một lần hai lần là ra khá là cay luôn các bạn. Vì phải đánh được cả chục lần rồi, 20-30 lần rồi không ra luôn. Ui, bạn kia hình như là dùng chưa vào đồng minh luôn. Ây, quên mất. Rồi, một bạn dùng trái bột, một bạn dùng trái gì kia? À, trái băng à? Ấy, hôm nay chúng ta phải hành xác con dấu đen này làm sao mà cho nó rớt được cái đắc cô ác thì thôi. À, đắc cô đấy. Nói chung là áo khoác đen. Ok. Ui, từ. Nói chung mà tìm cái kỳ dấu đen ấy còn khó hơn cả tìm cúp các bạn. Đánh si mãi mà không ra luôn. Mình phải săn tầm mấy tiếng, toàn phải đi nhặt dương đấy. Nào. Uầy. Từ. Đây, bạn kia dùng chơi bồi ghê quá. Nói chung mà đánh mơ ngầm ít ta mà tiếng nhận là không. Nói chung mà mấy bạn này cũng không quá đen đâu. Đấy. Rồi, cố lên. Chúng ta sắp tiêu diệt tới con boss này rồi. Một chút nữa thôi. 40.000 dam, 43.000. Ui. Chung mình đánh quá là ghê luôn các bạn. Đây, cái bột nó hơi khó chịu chiều xe nha. Nói chung là cứ hất tung kia là mình không đánh được nó. Đấy. Hình chưa nghĩ cái thủ thuật nào mà có thể lấy được cái gì? Cái áo khoác cậu đen cả. Tôi tìm trên mạng, tìm trên wiki, trên mấy kia không có luôn. Chúng mình đều dựa vào cái độ nhân phẩm của các bạn thôi các bạn. Ok, vậy là không được rồi. Rồi chán vãi trưởng luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục kiếm thêm một cái chìa khóa dấu đen rồi. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi dấu đen và hành hạ nó nha. Nói chung mà cho bao giờ nó ra thì thôi. Ấy, cũng nói chung là cái quan điểm của mình chơi là bao giờ mình phải lấy được thì mình mới dừng. Chung ngày nào mình cũng đi săn dấu đen luôn các bạn. Chắc là mình sẽ ra... cứ lần nào mình gọi là triệu hồi dấu đen thì mình sẽ quay video lại ấy, quay lại và mình sẽ ghép vào mặt thành một cái video dài ấy, chứ không phải là một ngày mình có thể săn được nhiều con đâu. Chắc là căng lắm một ngày săn được 3 con rồi cùng kiểu vậy. Rồi, ui, nói chung là thằng dấu đen này đánh nó cũng ok thôi, nhưng mà cảm giác cái tỷ lệ rất là được cái áo khoác đen rất là thấp, chán lắm. Đánh ngoại rất là nhiều lần luôn, nhưng mà vẫn không thể ngoại nào, không thể rớt được, chán quá trở luôn. Hy vọng là lần này nó rớt, không rớt nữa thôi thì mình lại tiếp tục lần thứ ba các bạn. Nói chung mà thất bại thì mẹ lại thành công mà, là mẹ thành công đấy, không để ngoại nào bỏ cuộc được. Đánh bao giờ đây thì thôi. Ồ, kiếm sĩ bơm thế đánh hơi yếu nhá, chú kệ đi. Mình vừa ấy mình dùng để săn si mà, thì mình cứ để kiếm shipper thôi. Uầy, có đây, sắp được rồi. Máu này còn một tí luôn, không biết là có rớt được không đây. Có lên 100.000 dam thôi. Ôi không có các bạn ơi, chán quá, chán mấy trứng luôn đấy. Ok, và tiếp tục lần thứ ba, mình lại có thêm một cái chìa khóa dấu đen nữa rồi. Thì lần này mình tiếp tục triệu hồi boss dấu đen nha. Nói chung mà không thể bỏ cuộc được. Lần này cầm luôn cái nơi thái bóng tối. Ấy, một cái trong cái vật phẩm khá khó lấy. Để xem hai cái vật phẩm khó lấy đánh thì không biết có ra không. Ok, chờ bạn kia ra nào. Cái gì đây? Đẳng sơ cấp à? Ok. Ok nhanh nào, mình cũng chuẩn bị triệu hồi dấu đen nào. Ba người đánh rất là nhanh thôi. Đấy. Ôi. Sao lại trong trận rồi. Đấy rồi, có lên. Ui chạy bột này. Chạy bột mấy ngày này nó xèo các bạn, nhưng mà mình không mua. Cứ để dành trái human để mình đánh con boss dấu đen này. Chứ trái bột đánh thì cũng được thôi mà nó chậm lắm. Nếu mình solo của mình ý, không có ai đánh cùng ý, rất là chậm. Đấy. Thứ hai đánh si nó cũng khá là ổn, nhưng mà nó không thể kết nối nhanh được. Chắc sau này phải tập combo trái hương mình thôi các bạn ơi.
Chu mà săn bao ti hay là dùng trái băng nhỉ? Chu mà phân vân các bạn, nhớ kệ đi. Tạm thời thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đề về chính của chúng ta là chúng ta sẽ đi tiêu diệt con boss đen này. Rồi cố đây nào. Được cái là cái nơi tham bóng tối này chém rất là nhanh. Mỗi tội là đam rất là nhỏ. Ấy, mình không hiểu sao lại nhỏ vậy. Nhưng mà theo cái lộ tại đó là, thì máu nó càng nhớ thì đam càng to nha các bạn. Ấy, sắp được rồi. Rồi cố lên, cố lên. Ờ, hy vọng lần này ra nha. Không ra nữa là chán. Ôi, hùng quá luôn. Chán vai trưởng đâu các bạn ơi. Thật sự đáng luôn đấy. Ok, thì mình không biết là lần này là thứ mấy nữa. Chứ mà mỗi ngày mình đánh khoảng tầm 2 con rô đen đấy. Đấy, xong rồi mình sẽ ghép lại video dài. Lần này chứ không biết lần thứ mấy rồi. Thôi kệ đi. Thì mình sẽ chắc sẽ dùng cái song kiếm đi để đánh nó. Lần này lần cuối nha, hơi mệt nha. Lần này không được mình sẽ đăng video nha các bạn. Thì mình cũng đếm sơ sơ là nếu quay nốt cái video này là lần thứ 10 nha các bạn. Đấy, 10 con rô đen không ra nổi luôn. Cực kỳ gọi là ức chế. Đấy, rất là cay cú con rô đen này nha. Cố lên nào, chúng ta sắp tiêu diệt được nó. Chúng dùng xong kiếm chém thì thôi rồi. Chém mọi chung bằng không cần suy nghĩ luôn. Uầy, có một chút máu thôi. Cố lên nào anh em. Rồi, sắp xong rồi. Ô, này chém hơi nhanh nha. Đánh khá nhanh luôn ấy. Chắc là tại xong kiếm đánh nhanh với đam to nha các bạn. Cố lên nào, chúng ta sắp đánh bại con đen rồi. Ok, nói chung là chán và chờ đợi các bạn ơi. Chờ mình sẽ kết thúc video nha. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.